Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh line. Chúng ta vào menu Draw, lệnh line. Trường hợp 1 mình sẽ vẽ một đoạn thẳng bất kỳ. Mình chọn hai điểm đầu điểm cuối, Enter. Trường hợp 2 mình sẽ vẽ một đoạn thẳng có điểm đầu là tọa độ cho trước và chiều dài với góc so với phương ngang của đoạn thẳng đấy. Đấy, bắt đầu. Rồi, Enter. Tọa độ điểm đầu là ví dụ 0, 0, 0, 0, Enter. Gần đoạn thẳng có chiều dài là 30. Rồi đến góc là 45 độ. Tab lên 45. Enter. Đây, mình đã được một đoạn thẳng có chiều dài 30 và góc 45 độ so với phương ngang. Trường hợp 3, mình sẽ vẽ một đoạn thẳng có tọa độ điểm đầu và điểm cuối cho trước. Ví dụ, tọa độ điểm đầu là 5, 5, 5, 5. Điểm cuối tọa độ là 10, 15, 10, 15. Enter. Đây, mình có 3 cách vẽ đơn thẳng. Ok.